Sự cố tại công trình cầu Mỹ Thuận 2, một công nhân mất tích. Lực lượng chức năng tại Vĩnh Long đang tổ chức tìm kiếm một công nhân rơi xuống sông Tiền mất tích ở công trình cầu Mỹ Thuận 2. Ngày 1 tháng 10, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cho biết lực lượng công an đang kết hợp với đơn vị thi công và ngành chức năng khảo sát, kiểm tra vị trí xảy ra sự cố tại công trình cầu Mỹ Thuận 2. Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 9 tại công trình cầu Mỹ Thuận 2. Trong lúc làm việc tại sàn công tác được lắp đặt tại bệ trụ tháp của cầu cách mặt nước khoảng 1,5m, ba công nhân bất ngờ rơi xuống sông. Trong đó, hai người đã được kịp thời cứu lên an toàn. Một công nhân là anh TTC, 29 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, mất tích. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ khẩn trương đến ngay hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích. Theo một lãnh đạo ban quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải, ban đang họp với các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Long, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp cho báo chí. Việc sập giàn giáo là không có, lãnh đạo ban quản lý dự án 7 khẳng định. Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long có tổng chiều dài 6,61 km, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu khớp nối với dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, điểm cuối kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9 km được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đường dẫn hai đầu cầu dài 4,7 km, trong đó phía Tiền Giang dài 4,3 km và phía Vĩnh Long dài 0,4 km. Giai đoạn đầu, cầu được làm 4 làn, tốc độ thiết kế tối đa 100 km/h. Công trình khởi công tháng 2 năm 2020, dự kiến hoàn thành và khai thác cuối năm 2023. Xả trộm nước thải ra môi trường, chủ đầu tư chung cư bị xử phạt 324 triệu đồng. Bị bắt quả tang đang xả nước thải sinh hoạt không đạt chuẩn ra môi trường. Chủ đầu tư chung cư Xuân Mai Thanh Hóa đã bị xử phạt hàng trăm triệu đồng ngày 1 tháng 10. Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa là chủ đầu tư tổ hợp chung cư cao cấp Xuân Mai Thanh Hóa. Số tiền phạt là 324 triệu đồng về hành vi xả nước vượt quy chuẩn ra môi trường. Trước đó, vào đêm ngày 28 tháng 7, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tổ hợp chung cư cao cấp Xuân Mai Thanh Hóa thuộc công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa đang xả nước thải sinh hoạt có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn ra môi trường. Quá trình xác minh, đấu tranh và kết quả phân tích mẫu nước, xác định tổ hợp chung cư cao cấp Xuân Mai Thanh Hóa đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra ngoài môi trường với lưu lượng từ 210 đến 230 mét khối mỗi ngày 24 giờ. Ngoài xử phạt 324 triệu đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa buộc công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa phải có biện pháp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải. Công ty cổ phần Xuân Mai Thanh Hóa là đơn vị chủ đầu tư xây dựng 3 tòa chung cư thuộc tổ hợp chung cư cao cấp Xuân Mai Thanh Hóa ở phố Lai Thành, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khu chung cư này đã đi vào hoạt động từ năm 2020 với tổng diện tích 9.775,8m2 gồm 989 căn hộ và một tầng hầm chung. Bắt một đối tượng chống phá nhà nước. Nghi phạm Nguyễn Minh Sơn, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 9 cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1962, trú tại số 34, ngõ 139 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.